Mèo vặt cực hay với phấn viết bảng. Nếu biết cách áp dụng những mèo này, phấn viết bảng sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong căn nhà bạn. Chắc hẳn khi nhắc đến công dụng của phấn, chúng ta chỉ nghĩ đến công dụng duy nhất, đó là dùng để viết bảng ở trường học. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hoạt tính của bột phấn còn có thể giúp ích trong rất nhiều công việc hàng ngày đấy. Nếu biết những mẹo này, những vấn đề trong cuộc sống của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều đấy. Số 1. Làm sạch vết bẩn trên quần áo. Áo quần thường hay vô tình có những vết bẩn, đặc biệt là ở phần cổ áo. Khi bạn chà phấn lên vết bẩn và để trong vòng 10 phút, các chất trong viên phấn sẽ hút hết vết bẩn đó. Sau đó bạn phủi sạch và giặt bình thường là được. Chú ý sử dụng phấn trắng nhé. Số 2. Làm sạch vết bẩn trên giày da lộn. Da lộn là một chất dễ bám bẩn nhưng khó giặt. Bạn chỉ cần nghiền nát viên phấn, rắc bột phấn lên vết bẩn, sau đó để qua đêm rồi cọ lại bằng bàn chải. Bạn có thể thấy vết bẩn trên da lộn đã được bột phấn hút sạch rồi. Số 3. Ngăn chặn nấm mốc và mồ hôi trong giỏ đựng đồ giặt. Vào những ngày nồm ẩm ướt, để tránh quần áo bị mốc và bốc mùi hôi, bạn hãy cho một vài viên phấn vào túi ni lông rồi mở miệng túi đặt ở dưới giỏ quần áo. Phấn sẽ hút độ ẩm từ quần áo ẩm ướt, ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc. Nhớ thay túi phấn mỗi tháng một lần nhé. Ngoài ra bạn cũng có thể làm tương tự với tủ quần áo của mình nhé. Số 4. Tránh cho đồ trang sức không bị xỉn màu. Bạn đặt một vài viên phấn vào hộp đồ trang sức, nó sẽ hút hết độ ẩm và các chất lưu huỳnh bên trong hộp. Điều này làm cho đồ trang sức không bị xỉn màu và không mất đi độ sáng bóng. Số 5. Đánh bóng đồ bằng thiết. Để những vật dụng làm bằng thiết sáng bóng hơn, bạn chỉ cần trộn một ít bột phấn vào rượu vodka trở thành hỗn hợp, sau đó lau chùi và đánh bóng và rửa sạch là được. Số 6. Sửa chìa khóa bị kẹt. Nếu không may chiếc chìa khóa của bạn bị kẹt dẫn đến không thể mở được ổ khóa bên trong, bạn chỉ cần chà viên phấn vào phần răng cưa và một phần đầu của chiếc chìa khóa, sau đó trượt ra trượt vào ổ khóa một vài lần để bột phấn có tác dụng hút hết các bụi bẩn và độ ẩm bên trong ổ khóa. Trên đây là 6 mẹo vặt với phấn viết bảng, chúng ta cùng áp dụng nhé. Chúc các bạn vui vẻ. Video đến đây là hết rồi, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại ở các video sau. Mình chào tạm biệt.